ta thấy là cái việc thờ thần tài thì nó thể hiện cái mong mỏi của người dân là mong muốn mình có tài có lộc, làm ăn thì buôn may bán đắt, và tài lộc chảy vào nhà mình, vào doanh nghiệp của mình. Đấy. Và từ đó thì nó lan truyền. Thế thì bản thân thầy thì thầy cũng đã giảng giải về vấn đề này, nói để cho Phật tử hiểu có cái chính kiến về việc thờ thần tài. Nghe không? Thứ nhất, thầy nói về việc thờ phụng ấy, thì thờ như vậy là không đúng. Cái nghĩa của chữ thờ là tôn kính. Cho nên dù là một vị thần gì, thần tài, thần đất, ta có thờ, ta cũng không được đặt cái ban thờ ở dưới đất, lại ở góc xó. Nó là cái sự không cung kính. Đấy, chúng ta thấy không? Thờ ông thần gì mà lại thờ ở sát mặt đất thế? Hàng ngày chúng ta đi qua đi lại, phải không? Phủi bụi vào mặt mũi các ông ấy, rồi là đồ cúng để đấy đầy bụi bay vào hết, rồi áo váy đi qua phất qua mặt các ông hết. Thế thì làm sao đúng cái nghĩa thờ? Nếu mà thờ như thế thì là mất phúc đấy. Bây giờ thầy hỏi các Phật tử anh chị em đây bây giờ, liệu có ai muốn mình trở thành ông thần tài đấy để mà hít bụi không? Chắc là không ai muốn. Mà cho mình làm thần tài mình cũng không muốn. Cho nên thầy tin chắc là không có ông thần tài nào ông ngồi ở cái chỗ đấy cả để mà hít bụi. Ngồi như thế nó rất là vô duyên, đúng không? Không ra sao cả. Đấy. Thế thì cái việc thờ cúng đã là không đúng. Cho nên là thầy thì cũng nói rất rõ là thờ là phải tôn kính, phải đặt ở trên cao. Thế, thế thì bây giờ vấn đề là chúng ta hiểu thế nào? Qua mấy cái thuyết này thì chúng ta thấy khi ông thần tài đến nhà thì thí chủ đều phải cho ăn, cho mặc, rồi sau đó thì thấy làm ăn phát đạt. Nghe không? Tức là phải mở lòng mình ra. Thầy thì thấy những cái thuyết này nó cũng có cái hay. Thầy chưa nói về cái mặt là nó đúng hay nó như thế nào, nhưng về mặt đạo lý thì thầy thấy nó có cái hay. Khi các cái tín chủ mở lòng mình ra, thấy người đói khổ lang thang, mở lòng mình ra đón họ về cho họ ăn uống, tức là bố thí cho họ ăn uống, thì sau đó là thấy mình buôn may bán đắt, phát tài phát lộc. Cái đó là cái mà có đạo lý ở trong đó, nghe không? Vậy thì còn theo cái quan niệm chính thống của đạo Phật thì thế nào? Thì chúng ta biết là tài lộc của mỗi con người nó có được bằng hai cách. Một là cái chính, hai là tà. Cái cách chân chính ấy là thứ nhất ấy là do chúng ta lao động và bằng bàn tay khối óc của chúng ta để có ra tài sản. Thứ hai là chúng ta được thừa hưởng của gia tiên tiền tổ, cha mẹ để lại, được thừa kế hết đấy, tài sản mà có. Thứ ba là chúng ta được mọi người cho biếu tặng cúng dường, ví dụ thế, như chúng tăng hay chư Phật, các vị thánh tăng được Phật tử cúng dường, đấy, cho biếu tặng, nghe không? Đấy, vân vân, những cái hình thức mà nó rất là chân chính, nghe không? Mà có được. Đấy. Đấy là cái phương cách thứ nhất là chân chính mà có. À, thì cái này nó thể hiện là cái phước báu của con người này. Đấy, đây là do phước báu. Cái cách thứ hai để có tài sản là cách tà ngụy. Đó là gì? Đó là chúng ta làm việc sai trái như trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người, bức hiếp người, cưỡng bức người, dọa nạt người, dọa sợ người ta để người ta phải nộp tài sản cho mình, phải không? Kể cả ăn hối lộ, và nó không có chân chính. Đấy, ăn cướp, phải không? Đe dọa người để mà có lấy được tài sản, thì cái này cũng có tài sản, nhưng đây là tà nghiệp, ác nghiệp, đang tạo ác nghiệp. Đấy, thưa đại chúng. Nhá. Thế thì tài sản con người nó có được, nó có ở hai cái phương cách này. Thế thì chúng ta giờ muốn có tài sản một cách chân chính hay là một cách tà ngụy? Chắc chắn là chúng ta mong muốn có tài sản một cách chân chính. Và Phật cũng dạy đấy, cái tài sản mà không chân chính ấy, chúng ta bằng các cái biện pháp này khác để có tài sản, trộm cắp để có tài sản,
bức hiếp người để có tài sản, lừa đảo để có tài sản, vân vân. Thì cái tài sản đấy gọi là phi nghĩa, nó không có đạo nghĩa trong đấy. Cái của phi nghĩa thì nó không bền. Tất cả những cái tài sản này nó sẽ đội nón ra đi. Mà Phật dạy là nó ra đi bằng 7 cái con đường. Thứ nhất là mình bị tai nạn mà bị mất tài sản. Thứ hai là bị bệnh tật. Thứ ba là bị nước lũ cuốn trôi. Thứ tư là bị lửa thiêu cháy, hỏa hoạn đấy. Thứ năm là sinh ra con bất hiếu, hư hỏng mà phá tán tài sản. Thứ sáu là trộm cắp nó đến, nó lấy lại tài sản của mình. Thứ bảy là gì? Là bị vua quan tịch thu tài sản. Bây giờ mình gọi là nhà nước tịch thu tài sản. Nghe? Đấy, cái của phi nghĩa, cái tài sản phi nghĩa, không phải là chính nghĩa, nó sẽ bị mất mát đi, tiêu hao đi, ra đi bằng 7 cái con đường này, 7 cái phương cách này. Đó. Thế còn cái tài sản mà có được do phúc báo chân chính của chúng ta thì nó bền vững, nó chắc thật. Đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, để làm thế nào để chúng ta có tài sản cách chân chính thì Đức Phật dạy là chúng ta phải tu tập để có công đức và phước báo. Nghe không? Nhất khoát phải do tu tập để có công đức phước báo nhé. Phật thường dạy bố thí sinh ra phước báo, nghe không? Thì Phật dạy có 3 cách bố thí: bố thí tài sản, bố thí pháp và bố thí vô ý. Bố thí tài sản thì có bố thí ngoại tài, cho tiền của cơm ăn nước uống áo mặc, cho tài sản đấy gọi là ngoại tài. Và bố thí nội tài tức là đem sức lực của mình hay kể cả máu thịt của mình, thân thể của mình bố thí chúng sinh, đấy gọi là nội tài. Đấy, thì bố thí nội tài về tài sản để có nội tài và ngoại tài. Thế rồi bố thí nữa là bố thí pháp. Chúng ta đem giáo pháp chân chính vào, đem những lời dạy rất chân lý đến với mọi người để mọi người sáng được tâm mình, thấy rõ sự thật của vạn sự vạn vật. Đó, đấy gọi là bố thí giáo pháp. Thế rồi bố thí nữa là bố thí vô ý, tức là đem cái sự bình an không sợ hãi đến với mọi người, nghèo giúp cho mọi người được bình an, được yên tâm. Đấy, thì Đức Phật dạy cái bố thí. Hoặc chúng ta có thể tu giới đức vào, chúng ta thực hành trì giới luật của Phật, giữ gìn giới luật của Phật cũng sinh ra phúc báo. Hoặc chúng ta tu thiền định cũng sinh ra những cái phúc báo. Vâng, nghĩa là chúng ta tu tập. Khi có tu tập, vâng, thì chúng ta sinh ra được công đức, công đức sẽ sinh ra cái phúc báo cho chúng ta. Vâng, các bậc thánh, các ngài tu tập khi các ngài chứng thánh quả, ai cũng cung kính, ai cũng muốn đến được cúng dường. Đấy, đấy là do từ công đức của các ngài sinh ra các cái phúc báo, và phúc báo ấy sinh ra tài lộc. Đức Phật cũng thế, ngài ở đâu thì tài lộc đều có thể đến đó. Đấy, như ông Cấp Cô Độc đấy, ông do kính quý Phật, ông dùng vàng để ông trải ra, ông mua đất để xây tinh xá cúng Phật. Chúng ta thấy đất đấy là đất gì? Đúng là đất bằng vàng, dát vàng. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta qua cái trình bày của Thầy thì đại chúng đã hiểu vào để có được tài lộc một cách chân chính. Ở đây Thầy nghĩ là các Phật tử không ai muốn có tài lộc một cách tà ngụy, bằng trộm, bằng cắp, lừa đảo cả, đúng không? Thế thì chúng ta phải thực hiện lời của Phật dạy nhé. Chúng ta sẽ tu tập các công đức, tích lũy cái phước báu cho chính mình.